Hôm nay là lúc 11 giờ ngày 5 tháng 2 năm 2018, ban quản lý chợ có mời các tổ trưởng tổ phó ngành hàng họp mặt cuối năm và cũng mời các anh các chị tổ trưởng tổ phó ngành hàng tham dự đông đủ và đúng giờ. Xin cảm ơn. Ủa cái cây chỗ mà ba chỗ